Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục cập nhật những tin tức nóng bỏng nhất về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào chi tiết của cuộc dẫn đầu ngoạn mục của ông Trump tại phía phổ thông. Kế đến, chúng ta sẽ cập nhật những con số mới nhất của cuộc bầu cử sớm tại những tiểu bang then chốt và cùng xem qua những con số của những cuộc thăm dò cuối cùng của những công ty thăm dò uy tín. Và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem lý do tại sao bà Harris lại bỏ rơi North Carolina nhé. Trước khi tiếp tục, quý vị nhớ bấm like và subscribe, đăng ký cho kênh để cập nhật tin tức mới nhất và nóng nhất của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhé. Đó là động lực cho tôi bỏ thêm nhiều thời gian ngoài giờ làm việc để cập nhật thêm tin tức cho quý vị. Và để tiếp tục chương trình, kính thưa quý vị, đầu tiên, theo dữ liệu mới nhất thì ông Trump vừa đạt một kỷ lục mới trong kỳ bầu cử này. Khoảng cách giữa ông và bà Harris ngày càng mở rộng tại phía phổ thông. Hiện tại ông ấy đang dẫn trước bà Harris với 0,4 chấm, với tỷ lệ là 48,4% so với 48% của bà Harris. Đây không chỉ là một sự gia tăng nhỏ, mà là một sự bước tiến đáng kể. Vì đây là lần đầu tiên ông Trump có lợi thế này trong giai đoạn này nếu đem so với hai kỳ bầu cử trước. Điều đáng nói đây là nhà thăm dò Atlas Intel đã cho ông Trump 2 điểm trước bà Harris. Khi nhắc đến Atlas Intel thì đây là nhà thăm dò chính xác nhất của năm 2020, chỉ sai lệch chưa tới 1 điểm trong kỳ bầu cử lần trước. Điều đáng nói hơn nữa là đây là con số cuối cùng của họ. Vì vậy nếu như lịch sử tái diễn và họ tiếp tục đoán sai trong vòng 1 chấm thì 1 là ông Trump có thể dẫn bà Harris lên đến tận 3 chấm, còn 2 trong trường hợp xấu nhất thì ông ta dẫn trước bà ấy 1 chấm. Đường nào thì ông Trump vẫn thắng phiếu phổ thông. Và khi chúng ta nhìn vào biểu đồ thì quý vị nên để ý, vào thời điểm này, đây là một trong những điểm cao nhất từ khi ông Biden rút khỏi cuộc đua. Chúng ta thấy là từ lúc nhập cuộc đến giờ, bà Harris lúc nào cũng đi trước ông Trump khoảng từ 1,5 chấm đến 2 chấm. Và khoảng cách này của bà Harris ngày càng hẹp đi. Và cho đến bây giờ ông Trump đã vượt qua mặt bà ấy. Sự khác biệt của hai người ngày sẽ càng mở rộng hơn. Coi như đến thời điểm này thì ông Trump đã xóa sổ tất cả những gì bà Harris đã gầy dựng. Ông Trump đã quay được kim đồng hồ trở về quá khứ, đến thời điểm ban đầu lúc ông ta vừa vượt qua ông Biden. Và theo tôi, nếu xu hướng này tiếp tục, thì từ nay đến ngày bầu cử, ông Trump sẽ có thể tách rời khoảng cách cao hơn 1 chấm, có thể lên đến 2 chấm. Kế đến, lại một tin tốt nữa cho Trump. The Economist là tờ báo ủng hộ dân chủ, đã đưa ra những con số dự đoán của họ. Theo The Economist thì Trump dẫn bà Harris 12 chấm. Đây là một con số rất khả quan. Và cũng theo The Economist thì Trump sẽ thắng 6 tiểu bang trong 7 tiểu bang chiến trường. Trump chỉ thua Harris ở bang Michigan với con số 0,5 chấm. Tiếp theo đó là Nate Silver, một nhà dự đoán thiên tả, đã cho ông Trump cơ hội thắng với 54,4% so với 45,3% của bà Harris, con số hơn 9 chấm. Trong khi đó, những con số cuối cùng của nhà thăm dò Atlas Intel tại những tiểu bang chiến trường cho thấy là ông Trump cũng thắng 6 trên 7 tiểu bang. Tuy nhiên ở đây có sự khác biệt là Atlas Intel cho là ông Trump sẽ thua bà Harris tại North Carolina với 0,1 chấm, trong khi họ cho ông ấy thắng Michigan với 1,3 chấm. Theo tôi thì tôi thấy có gì không đúng lắm, bởi vì North Carolina đã bầu cho ông Trump trong hai cuộc bầu cử vừa qua. Và hơn nữa, năm nay con số và khí thế của ông Trump lại mạnh hơn tại North Carolina rất nhiều. Cho nên tôi thấy rằng ông Trump sẽ thắng North Carolina, con số sẽ nhất định sẽ cao hơn ở Michigan. Và chỉ trong 6 ngày nữa là chúng ta sẽ biết con số thực sự nó sẽ ra sao. Và kế đến là nhà thăm dò Trafalgar Group. Đây cũng là một trong những nhà thăm dò uy tín. Và Trafalgar Group đã cho ông Trump dẫn bà Harris với 3,2 chấm. Theo tôi thì nếu chúng ta lấy con số bình quân giữa Trafalgar Group và Atlas Intel thì có lẽ là ông Trump sẽ thắng ở North Carolina từ 1,5 cho đến 2 chấm. Tôi thấy con số đó sẽ hợp lý hơn. Và kế đến chúng ta sẽ cập nhật những con số về cuộc bầu cử sớm. Tại Arizona, đảng Cộng Hòa đã tăng những con số dẫn đầu của họ lên tới 130.000 phiếu. Hiện tại đảng Cộng Hòa có 678.000 phiếu so với 550.000 phiếu của bên đảng Dân Chủ. Khoảng cách này lên tới 127.000 phiếu. Trong khi đó, nếu chúng ta so sánh với năm 2020 thì lúc đó đảng Dân Chủ dẫn ngược lại 99.000 phiếu. Và đây là một dấu hiệu rất tốt cho đảng Cộng Hòa nói chung và ông Trump nói riêng. Điều này cho ta thấy rằng những con số thăm dò mới nhất của Intel tại Arizona rất chính xác. Họ đã cho ông Trump dẫn 4 điểm tại Arizona. Và điều này rất phù hợp với những con số bầu cử sớm của Arizona. Và tiếp tục với dữ liệu bầu cử sớm tại Wisconsin, những cử tri tại quận hạt đỏ đang gác những cử tri tại quận hạt xanh đậm hơn 12 chấm. Lại một lần nữa, đây là một dấu hiệu rất tốt cho ông Trump. Chúng ta thấy được rằng là những dấu hiệu này lặp đi lặp lại qua nhiều tiểu bang khác nhau, chứ không phải tại một nơi, một chỗ nào cả. Thêm một bằng chứng hùng hồn nữa của xu hướng làn sóng đỏ, đây là dữ liệu của Florida. Tuy Florida không còn là tiểu bang dao động nữa, nhưng nó cũng cho ta thấy được rằng sự hào hứng của cử tri Cộng Hòa đang ở mức cao trào. Quý vị hãy xem,
Hiện tại, bên Cộng Hòa có hơn 5 triệu rưỡi phiếu, so với bên Đảng Dân Chủ chỉ có hơn 4 triệu 400 ngàn phiếu. Khoảng cách khác biệt đến hơn 1 triệu mốt phiếu. Và tại Pennsylvania, bên Cộng Hòa vẫn có nhiều số phiếu yêu cầu hơn là bên Dân Chủ. Tuy bên Dân Chủ đang dẫn đầu với hơn 381 ngàn phiếu, nhưng nếu so sánh với con số của năm 2020, lúc đó bên Dân Chủ đã dẫn hơn 1 triệu phiếu. Đây là một con số xấu cho bên Dân Chủ, chứ không phải là số tốt. Vì họ phải cần những con số bầu cử sớm dẫn đầu cao hơn tại Pennsylvania. Vì vào ngày bầu cử, những cử tri Cộng Hòa sẽ ào ra phòng phiếu bầu tại chỗ nhiều hơn là bên Dân Chủ. Và tại North Carolina, bên Cộng Hòa vẫn tiếp tục tách rời khoảng cách dẫn đầu của họ với tỷ số là 34,14% so với 33,04% của Đảng Dân Chủ. Sự khác biệt khoảng 34.000 phiếu. Và như tôi đã nói vừa rồi, đây có lẽ là dấu hiệu cho ta thấy rằng ông Trump sẽ thắng tại North Carolina từ 1 tới 3 chấm. Kế đến, tại Nevada, bên Đảng Cộng Hòa tiếp tục có những con số lịch sử. Hiện tại, bên Cộng Hòa đang dẫn đầu hơn 40.000 phiếu. Đây là khoảng cách 6% giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Có nghĩa là những dữ liệu bầu cử sớm này nó đang chứng minh cho sự chính xác của những con số, của những cuộc thăm dò mà chúng ta vừa nhìn thấy. Và chuyển sang thị trường cá cược Polymarket, một nền tảng cá cược lớn về các kết quả chính trị. Ở đây con số tiếp tục tăng. Lần trước khi chúng ta cập nhật Polymarket thì ông Trump dẫn bà Harris khoảng 26 chấm ở 60 điểm so với 34 điểm. Bây giờ con số này tăng lên tới 66,4 so với 33,7, nghĩa là khoảng 33 điểm. Rõ ràng chúng ta thấy được rằng là dân cá cược ngày càng đặt nhiều niềm tin vào Trump và tin tưởng rằng ông sẽ là người chiến thắng. Từ những cuộc thăm dò cho đến dữ liệu bầu cử sớm và nay bên thị trường cá cược, tất cả đều cho ta thấy rằng sự chiến thắng của Trump là điều không thể chối cãi được. Và khi chúng ta nhìn vào xác suất của từng tiểu bang chiến trường, tại Arizona, ông Trump đang có 74% thắng cuộc. Tại Georgia, ông Trump đang có 74%. Tại Nevada, ông có 65%. Pennsylvania, 61%. Wisconsin, 59%. Michigan, 52%. Và chúng ta cũng không quên là North Carolina cũng có 74%. Đây là một điểm cho ta thấy rằng ông Trump sẽ gom tất cả những tiểu bang chiến trường, không chừa cho bà Harris phần nào hết. Và có lẽ là dấu hiệu lớn nhất cho ta thấy sự thảm bại của bà Harris là chúng ta vừa nhận được tin tức lớn về chiến lược của phía Harris, đó là họ vừa rút đi gần 2 triệu đồng tiền quảng cáo từ North Carolina. Họ đã rút đi từ những cuộc quảng cáo đã đặt trước, từ những khu vực lớn như là Charlotte, Greensboro, Greensville, New Bern, Norfolk, Raleigh và Wilmington Market. Đây là những con số này gần 2 triệu đồng. Trong khi đây là một những tiểu bang chiến trường gay gắt nhất, nhưng chiến dịch tranh cử của bà ấy lại kéo tiền quảng cáo trong giờ phút chót. Vậy, theo quý vị nghĩ, đó là vì lý do gì? Theo ý nghĩ riêng của tôi, và cũng như là ý nghĩ của những nhà phân tích trên mạng cho thấy rằng là đó là dấu hiệu chiến dịch tranh cử của bà Harris thấy được họ đã không còn đường thắng tại North Carolina nữa. Có lẽ là do những thăm dò nội bộ của họ, cộng thêm những dữ liệu của những cuộc bầu cử sớm như chúng ta vừa thấy. Họ không muốn tốn thêm kinh phí tiền bạc tại tiểu bang North Carolina nữa, mà có lẽ họ dùng tiền này để dồn vào những tiểu bang khác. Và như một số người suy luận rằng bà ta sẽ lấy tiền này để dồn vào tiểu bang Virginia. Nghĩa là trong giai đoạn này, chỉ còn 6 ngày nữa là tới ngày bầu cử, bà Harris không bỏ tiền để nới rộng địa bàn, mà dùng tiền để thủ những thành trì xanh của bà ấy. Và đây cũng là dấu hiệu thua nhỏ của kẻ đang thua cuộc. Họ đã không còn nhiều đường để đi nữa, và cách tốt nhất là chỉ biết thủ và hy vọng. Và kính thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày bầu cử. Tuần tới này sẽ là thời điểm quan trọng và mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng xu hướng hiện tại hiển nhiên là đang nghiêng về phía Trump. Liệu điều này có đủ để biến những con số thăm dò thành những phiếu bầu thực tế hay không? Chúng ta sẽ biết sớm mà thôi. Hãy nhớ nhấn nút like nếu bạn thấy bài phân tích này hữu ích. Cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng khó lường với nhiều cú quẹt xe bất ngờ và phút chót. Cuộc đua ngày càng nóng lên với những động thái gần như chưa từng có tiền lệ từ các bên liên quan. Báo chí truyền thông quay lưng với bà Harris hay đảng viên Cộng Hòa liên tục chỉ trích ông Trump. Khi chỉ còn chưa đến 10 ngày, cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ sẽ chính thức diễn ra. Các ứng cử viên tổng thống Mỹ tiếp tục mở rộng các cuộc vận động sự ủng hộ trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai bên vẫn bám đuổi sát nút. Ngày 27 tháng 10, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa Donald Trump đã có một sự kiện rầm rộ tại đấu trường Madison Square Garden nổi tiếng
ở thành phố quê hương New York của ông. Tại đây, cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục đưa ra những cam kết tập trung vào nền kinh tế và vấn đề nhập cư, những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ, cũng là thế mạnh tranh cử của ông. Ngoài vận động trong cuộc bầu cử Tổng thống, chiến dịch cũng nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Quốc hội cùng diễn ra. Cùng ngày, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã có chuyến đi thứ 14 đến Pennsylvania, bang chiến trường được cho là có ảnh hưởng nhất tới cuộc bầu cử. Trước đó, bà Harris cũng đã đi đến các tiểu bang không phải là chiến trường để tham gia các sự kiện lớn nhằm truyền tải chương trình nghị sự của mình. Dự kiến ngày 29 tháng 10, bà sẽ có cuộc vận động ở khu vực Ellipse, thủ đô Washington, nơi ông Trump đã phát biểu với những người ủng hộ trước khi họ xông vào đồi Capitol năm 2021. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ứng cử viên diễn ra hết sức gắt gao, theo một cuộc thăm dò của Scripps News Ipsos công bố ngày 24 tháng 10, gần 75% người Mỹ lo ngại về nguy cơ xảy ra bạo lực sau bầu cử và hầu hết cho rằng nên triển khai quân đội nếu tình huống trên xảy ra. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng năm nay, ông sẽ không cử người Mỹ đi chiến đấu và hy sinh ở những quốc gia mà họ chưa từng nghe đến. Phát biểu tại một buổi meeting vận động tranh cử ở bang chiến địa Pennsylvania cuối tuần qua, cựu Tổng thống Trump tuyên bố ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu, đồng thời quả quyết đối thủ Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris chắc chắn sẽ đưa tất cả vào thế chiến thứ ba nếu lên nắm quyền ở Nhà Trắng. Việc đưa bà ấy, Harris, lên làm Tổng thống sẽ giống như đánh cược với mạng sống của hàng triệu người. Những chàng trai và cô gái của chúng ta sẽ phải nhập ngũ để chiến đấu trong cuộc xung đột ở một quốc gia mà các bạn chưa từng nghe đến, ông Trump bày tỏ. Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào đầu năm nay, ông Trump đã hứa sẽ chấm dứt mọi cuộc khủng hoảng quốc tế do chính quyền đương nhiệm tạo ra, đặc biệt là các cuộc xung đột ở Ukraine và giải Gaza. Chính khách này chưa bao giờ đưa ra các kế hoạch cụ thể nhằm mang lại hòa bình thế giới, nhưng liên tục cảnh báo bằng cách tài trợ cho các cuộc xung đột của người khác dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden và Phó tướng Harris, Mỹ đang làm tăng nguy cơ bùng phát thế chiến thứ ba. Theo đài RT, tuần trước ông Trump phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, nếu bà Harris có thêm 4 năm nữa, Trung Đông sẽ chìm trong biển lửa trong 4 thập kỷ tiếp theo và con cái của các bạn sẽ phải ra trận. Phát biểu trước đám đông ngày 26 tháng 10, ông Trump hứa sẽ không điều động quân đội nước này tham gia vào xung đột ở nước ngoài. Ông Trump nhiều lần khẳng định sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử, thậm chí trước cả khi tuyên thệ nhậm chức, bằng cách buộc cả hai bên phải đàm phán. Tuy nhiên, bà Harris đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump, lập luận rằng về cơ bản ông sẽ buộc Kiev phải đầu hàng. Nga cũng tỏ ra hoài nghi về lời hứa hòa bình của Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tin rằng không có cây đũa thần có thể ngăn chặn giao tranh chỉ sau một đêm. Vợ ứng viên Cộng hòa Donald Trump, bà Melania Trump, đã có bài phát biểu hiếm hoi trong sự kiện tranh cử được tổ chức hôm 27 tháng 10 theo giờ Mỹ tại New York. Theo tờ The Hill và CNN, bà Melania vốn không nằm trong danh sách những người lên bục phát biểu trong sự kiện tranh cử được tổ chức tại nhà thi đấu quảng trường Madison ở thành phố New York. Do vậy, sự xuất hiện và bài phát biểu không nằm trong lịch trình của bà Melania đã gây nhiều bất ngờ cho những người tham gia sự kiện lần này. Trong nhiều thế hệ, thành phố New York đã sản sinh các nhà lãnh đạo can đảm nhất nước Mỹ, những người đã tạo dấu ấn thay đổi tiến trình của cả thế giới. Hãy cùng nhau tiến lên với tầm nhìn chung được xây dựng trên sự vĩ đại của nước Mỹ. Hãy nắm bắt khoảnh khắc này và tạo ra một đất nước cho ngày mai, tương lai mà chúng ta xứng đáng có được, bà Melania phát biểu. Sau khi hoàn tất bài phát biểu, bà Melania đã giới thiệu chồng mình là ứng viên Cộng hòa Donald Trump trước đám đông có mặt tại sự kiện tranh cử. The Hill cho biết sự kiện tại nhà thi đấu quảng trường Madison ở thành phố New York hôm 27 tháng 10 đã đánh dấu lần đầu tiên bà Melania phát biểu từ khi ông Trump tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Trước đây, bà Melania hầu như không tham gia bất kỳ sự kiện vận động công khai nào cùng chồng. Hôm 25 tháng 10, Washington Post lần đầu tiên sau 36 năm tuyên bố họ sẽ giữ trung lập, không ủng hộ ai dù là ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris hay ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Theo hãng tin AFP, trong gần 4 thập niên qua, ban biên tập của tờ Washington Post đã ủng hộ nhiều ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ và tất cả đều thuộc Đảng Dân Chủ. Hầu hết các cuộc thăm dò cho thấy kết quả đang quá sít sao để xác định sớm một chiến thắng chắc chắn cho bất kỳ ứng cử viên nào. Do đó, động thái của Washington Post bị lên án gay gắt từ người đọc và cả các biên tập viên của chính tờ báo.
Đến sáng ngày 26 tháng 10, 17 cây bút bình luận của tờ Washington Post đã cùng ký tên vào một bài xã luận gọi quyết định này là một sai lầm khủng khiếp vào thời điểm khi một ứng cử viên đang ủng hộ các quan điểm đe dọa trực tiếp đến quyền tự do báo chí và các giá trị của Hiến pháp. Một số nguồn tin tiết lộ ông chủ của tờ Washington Post, tỷ phú Jeff Bezos, đã ra quyết định rằng tờ này sẽ không ủng hộ ứng viên nào. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin phản bác thông tin này. Trước Washington Post 2 ngày, báo Los Angeles Times cũng đưa ra tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng viên nào. Và quyết định này được đưa ra theo chỉ thị trực tiếp từ chủ sở hữu tờ báo là tỷ phú Patrick Soon-Shiong. New York Times đưa tin ông Soon-Shiong đã không đưa ra lời giải thích nội bộ hoặc công khai nào cho động thái trên và chỉ thông báo cho hội đồng biên tập rằng báo Los Angeles Times sẽ không đưa ra gợi ý nào trong cuộc đua Tổng thống Mỹ năm nay. Trong khi đó, quan điểm của hội đồng biên tập tờ báo cho rằng bà Harris, một người có gốc tại bang California và cũng là cư dân tại Los Angeles, là thành trì quan trọng trong việc bảo vệ các thể chế dân chủ trước ông Trump. Nhiều biên tập viên và nhân viên của Los Angeles Times cũng đã từ chức để phản đối quyết định. Trong khi đó, đối với ông Trump, nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa cũng quẹt xẻ ủng hộ bà Harris với các lý do thường xuyên là cựu tổng thống gây chia rẽ hay hiến pháp cần được bảo vệ. Cũng gần tới ngày bầu cử, trang JS Online ngày 25 tháng 10 đưa tin trong tuần qua một số thành viên Đảng Cộng Hòa tại bang Wisconsin thông báo về kế hoạch sẽ bỏ phiếu cho bà Harris trở thành tân tổng thống Mỹ. Điều này đồng nghĩa là họ quay lưng với ông Trump, dẫn lý do rằng cựu tổng thống sẽ không bảo vệ hiến pháp. Hồi đầu tháng 10, cựu dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney cũng đã tham gia một buổi vận động tranh cử cùng với ứng viên đảng Dân Chủ, đồng thời chỉ trích nặng nề ứng viên tổng thống cùng đảng. Thị trưởng Saul Riley của thành phố Waukesha của bang Wisconsin, người đã rời Đảng Cộng Hòa sau vụ nổi loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Đơn giản là vì Donald Trump không thể là tổng thống của chúng ta, ông Riley nói trong một cuộc gọi với các đảng viên Cộng Hòa khác ở Wisconsin. Cựu dân biểu Mỹ Fred Upton, một đảng viên Cộng Hòa khác ở tây Michigan, cũng ủng hộ bà Harris. Trả lời Detroit News, ông Upton lên án ứng cử viên Trump của đảng mình và gọi cựu tổng thống là người gây chia rẽ và vô căn cứ, cũng như chỉ trích ông Trump không có gì thay đổi. Tranh thủ sự ủng hộ của nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa, chiến dịch của bà Harris cũng triển khai chương trình Người Cộng Hòa ủng hộ Harris nhằm tăng cường tiếp cận với những cử tri Cộng Hòa phản đối ông Trump. Theo đài CBS News, một nhóm hơn 200 người từng làm việc cho các nhân vật cấp cao của Đảng Cộng Hòa như cựu tổng thống George H.W. Bush và George W. Bush, cũng như thượng nghị sĩ Mitt Romney và cố thượng nghị sĩ John McCain đã ký vào một lá thư ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ. Các lãnh đạo Cộng Hòa đang thiết kế chương trình nghị sự cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump nhằm chuẩn bị cho trường hợp cựu tổng thống đắc cử. Theo The Hill, các nghị sĩ đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho chương trình nghị sự 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của cựu tổng thống Donald Trump nếu ông thắng cử. Nguồn tin của The Hill tiết lộ, lãnh đạo phe thiểu số Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và lãnh đạo phe đa số Cộng Hòa tại Hạ viện Steve Scalise là những người đang vạch ra những mục tiêu hàng đầu cho chính quyền của ông Trump nhằm đảm bảo sự thống nhất của Đảng Cộng Hòa tại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử tháng 11. Tôi đã nói chuyện với ông Trump. Những ưu tiên hàng đầu của ông ấy là đưa nền kinh tế Mỹ trở lại đúng quỹ đạo và tăng cường bảo vệ biên giới, ông Scalise cho biết. Cụ thể, các nghị sĩ Cộng Hòa đang xem xét tài trợ cho một chương trình an ninh biên giới mới, bao gồm việc hoàn thành bức tường biên giới mang tính biểu tượng của ông Trump. Ngoài ra là khả năng cắt giảm ngân sách đối với một số cơ quan chính phủ mà các đồng minh của ông Trump cho rằng đã bị vũ khí hóa dưới thời chính quyền Tổng thống Biden. Một trong những ưu tiên khác là việc cắt giảm thuế trong bối cảnh đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017, thành tựu lập pháp mang dấu ấn của ông Trump, chuẩn bị hết hiệu lực vào cuối năm 2025. Bên cạnh đó, Đảng Cộng Hòa đang lên kế hoạch cho một gói ngân sách tham vọng nhất có thể trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Tuy vậy, chương trình nghị sự này có thể tiến xa đến đâu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ tháng 11, cũng như khả năng Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát Thượng viện và giữ được đa số tại Hạ viện. Như vậy, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang trở nên gay cấn và khó lường hơn bao giờ hết. Những cú quay xe phút chót từ cả hai bên cho thấy sự bất ổn và phân cực trong chính trị Mỹ, từ những phát biểu gây tranh cãi của Donald Trump đến sự rời bỏ đảng của nhiều cựu đảng viên Cộng Hòa để ủng hộ Kamala Harris. Tình hình bạo lực hậu bầu cử cũng đang được nhiều người lo ngại khi những cuộc thăm dò chỉ ra sự chia rẽ trong xã hội.
Trong bối cảnh này, cuộc bầu cử năm 2024 không chỉ là một sự kiện chính trị đơn thuần, mà còn là một bài kiểm tra cho các giá trị dân chủ của nước Mỹ. Những diễn biến tiếp theo sẽ là điều mà cả thế giới đang chờ đợi.